Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới kênh của mình. Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp tin tức mới nhất về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 8 tháng 12 năm 2019. Mọi người hãy like và chia sẻ video để mọi người biết được tin tức sớm nhất nhé. Đây là bảng tổng sắp của SEA Games 29. Đội tuyển Việt Nam chỉ giành được 58 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 60 huy chương đồng. Còn đây là bảng tổng sắp được tính từ tối ngày 8 tháng 12 năm 2019. Đội tuyển Philippines hiện tại đang có 98 huy chương vàng, 72 huy chương bạc, 84 huy chương đồng. Đội tuyển Việt Nam đã giành được 63 huy chương vàng, 54 huy chương bạc, 68 huy chương đồng và đang ở vị trí thứ hai. Tiếp theo là đội Indonesia với 62 huy chương vàng, 57 huy chương bạc, 73 huy chương đồng. Đội tuyển Thái Lan với 49 huy chương vàng. Tiếp theo là Singapore, Malaysia, Myanmar. Đội tuyển Lào thì vẫn chưa được huy chương vàng. Đội tuyển Đông Timor đến thời điểm này đã giành được 3 huy chương đồng rồi các bạn ạ. Đội Đông Timor thì SEA Games 29 cũng giành được 3 huy chương. Mình cũng rất mong đợi là đội Đông Timor sẽ giành thêm được các huy chương khác. Nhưng mà mình vẫn mong chờ đội tuyển Việt Nam sẽ bứt phá để giành được top 1 toàn đoàn. Ngày mai thì bóng đá nam sẽ ra quân trận chung kết, thì rất là mong đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng và sẽ giành được huy chương vàng đầu tiên. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.